là một người không giỏi về phương hướng. Em ơi, em rất hay lạc đường. Em ơi, những sự ngọt ngào đó em hãy dành cho mê cung, đừng dành cho anh. Mọi người ơi, cổ vũ cho Trang đi nào. Đồng hồ đếm giây chuẩn bị. Thời gian đi tìm phi tiêu màu đen bắt đầu. Dễ lắm chị ơi. Yeah. Màu đen hả? Ơ, đây là đường ra rồi. Đó là đường ra. Chỉ đi ra khi đã tìm được phi tiêu. Trái, phải, ok. Đúng rồi chị, quẹo trái nè. Mới có 45 giây thôi, bình tĩnh mà tìm đi em. Phi tiêu màu đen. Chào em. Đây là màu đỏ cưng à. Đây là màu đỏ hả? Đây là đường vào. À đây là đường, đấy là đường vào phải không? Ủa. Chào em. Ủa, em sao là... em cứ vào rồi em lại ra thế? Em vào rồi em ra, em ra rồi em vào. Giống em nãy đó. Tìm đi em. Phi tiêu. Phi tiêu màu đen hả? Trời ơi, trong này nó tối thui luôn á. Đâu rồi ta? Phi tiêu, ủa? Ủa, thì đây là đâu? Ủa? Ủa? Đây là đường vào đấy, chào em. Ủa, sao mày? Cứ vào rồi ra suốt đường. Ủa? Ủa, sao em đi cái đường này hoài vậy? Chị ơi, mệt thì nằm ngủ nha. Ngủ dậy xong rồi chơi tiếp. Ủa, thật là không thấy luôn á. Nằm đâu ta? 180 giây lần thứ nhất. Có một điều tôi thắc mắc, tại sao luôn luôn tìm ra được đường ra mà đường vô? Đi ra đi vô hoài mà không tìm thấy được cái mũi tên. Nó khó là bắt nó chìm. Vậy cho tôi đang tìm khó. Cái quan trọng là cái người giấu. Đây là đường vào. Không phải, đây là đường vào. Đây là đường vào. Đây rồi. Đây rồi. Resort Corona hân hạnh đồng hành cùng chương trình.